Tiếp tục chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay là một ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh trường Trung học cơ sở Bình Châu thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc. Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phân tích cho học sinh trường Trung học cơ sở Bình Châu về các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như tránh vượt sai quy định, lưu thông ngược chiều đường, đi sai làn đường, phần đường quy định, không chấp hành tín hiệu đèn, hệ thống báo hiệu đường bộ, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi hoặc giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe điều khiển, đua xe trái phép. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống, Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và thị xã Phú Mỹ trao tặng 1.500 nón bảo hiểm, 100 đèn bàn, một rạp che sân trường, 35 suất học bổng cho trường Trung học cơ sở Bình Châu với tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.